Hello mọi người, thì đứng trước cửa nhà người ta để mình nói cho anh em nghe nha. Nói chung là sau cái vụ ngày hôm qua, hôm kia là mình có xóa cái clip đó rồi, tại vì nó gây ảnh hưởng tới nhiều người quá. Cái đó mình cũng xin lỗi mọi người, tại vì mình lỡ mình đăng những cái clip đó lên nó gây ảnh hưởng tới người ta, thế nên mình xóa clip đó rồi. Thì cái việc mà anh em bị bắt thì xíu nữa mình sẽ tâm sự với anh em sau ha. Còn bây giờ là đây là hôm nay mình sẽ lên cho anh em con này. Lâu lắm rồi cũng không quay clip cho anh em xem, cũng không quay YouTube cho anh em xem luôn. Thì đây là một con ẹt 135 màu vàng. Con này thì gọi là dọn sạch thôi, nhưng mà không phải sạch quá, nó cũng vừa phải. Nó có chỗ dơ, chỗ không sạch. Thì máy này là máy 62 nha. Rồi, đi qua kia đi để mình nói cho anh em nghe nha. Rồi, đi nè. Chung là cái việc sau sự việc ngày hôm qua thì mình thấy khá là nhiều lò bị hỏi thăm luôn. Những cái lò đó là làm xe bình thường thì vô hỏi thăm về hành chính nè. Hôm qua thì bên mình mới bị hỏi thăm luôn, bên mình mới bị hỏi thăm xong, nhưng mà ông nghỉ rồi, ông đi chơi rồi, cái mình ở nhà. Nói chung là qua hỏi thăm về tình trạng là về bảng hiệu nè, hỏi về xe độ nè này kia, nhưng mà cái việc mà xe độ thì từ từ nó cũng giãn thôi mọi người. Mình thấy có nhiều anh em bị lắm nha. Anh Chép bị vô hỏi thăm về hành chính nè, về hỏi thăm về bảng hiệu nè, bô nè, bắt ký cam kết nè. Anh Leo thì bị hỏi thăm nè, cũng nhiều lắm nha. Bên BRT nè, Trường Trinh nè, bị hỏi thăm từ sáng đến chiều mình thấy cũng mấy lần đó. Nhưng mà tại vì bây giờ mấy chú công an vô hỏi thăm thôi, tại vì làm căng để anh em lễ Tết này nè, có một cái mùa lễ mùa Tết chơi cho nó êm, không có nhiều anh em phá, chứ anh em phá quá. Đây là mấy con này. Thì quay lại cái vấn đề này hôm nay nha. Nếu mà anh em có mười mấy triệu mà anh em muốn chơi xe độ, mà anh em mà muốn máy lớn nữa thì anh em chơi cái gì? Đây là con LC. Con này con đẹp 135 thôi. Là con này đi một màu vàng nha mọi người. Đi một cái màu vàng. Cái màu vàng này là màu vàng sơn lại rồi, có sơn lại rồi ha. Màu vàng nè, tem nè. Dàn chân á thì là đi dàn chân màu bạc. Dàn chân màu bạc. Cái màu này thì có sơn lại rồi, nhưng mà nó mình thấy thực sự là màu không có đẹp. Thế nên khi mà sơn lại thì anh em chơi thì mình sẽ sơn lại cho anh em thôi ha. Vỏ mắt xích trước sau còn xài ok. Từ từ em ơi, trời ơi, ở đây nó chạy vậy không á, ra là nhúng 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 nè. Rồi, nói chung là con này thì nó không có gì để review cho anh em xem cả, nó chỉ có những cái thứ cơ bản thôi, dàn áo mâm miết, nói chung là giấy tờ ok đầy đủ. Giấy tờ là biển số thành phố chính chủ nha mọi người, sang tên. Thì hiện tại máy này là máy 62, máy 62 lồng ICS. Mình vừa nghe bạn nó nói gì đó. Thằng này đeo giúp kỳ quá. Thằng này đeo giúp kỳ quá. Máy 62 lồng ICS ha. Thay tay. Nói chung là cái xe này kênh gọi là cái nén khá là mềm để cho anh em chạy tour, chạy đi học hoặc là chạy hàng ngày. Rồi bây giờ là mình sẽ xin phép mình để máy cho anh em nghe nha. Nam mô. Rồi, để máy. Một phát là nổ, rất là nhẹ. Đề rất là nhẹ luôn anh em. Rồi, thì đây là cái âm thanh hiện tại của nó nè. Rồi, ok. Âm thanh này á, nó gọi là không quá mềm, nhưng mà nó không quá cứng. Nó ở cái mức vừa phải. Ok, để anh em chạy cà phê, cà pháo đồ được ha. Rồi, nẹt nha anh em nghe nhé. Em ơi, em cầm chắc nha. Không xin nữa mà tự nhiên anh thấy cái máy quay anh người anh cài càng xa, biết tại sao không? Bị giật rồi đó, nó cài càng xa rồi đó. Ghê. Rồi, ga nè. Con này canh khá là tròn. Nói chung là xăng cơ thì canh vẹn mình thấy là khá là tròn rồi. Nhưng mà cá nhân đánh giá của mình là con này nó hơi yếu xíu. Nó hơi yếu chút, nhưng mà có gì nói đó thôi. Xe bị gì nói đó. Nói chung là máy êm, xe hơi yếu chút. Rồi đầu là đầu dây nằm lên. Nói chung là xe nó có gì thì mình nói đó ha. Bây giờ mình sẽ đeo cam vô, mình trải nghiệm. Và mình sẽ quay cho anh em xem thử là con này nó, cái cấu hình nó như thế nào anh em ha. Ok. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ chạy con này, mình trải nghiệm cho anh em thử nha. Nói chung là con này mình cảm thấy khá là máy êm, chạy được.
Còn tốc độ thì mình không có biết, để mình ra mình nài thử cho anh em xem nha. Nài thì cũng phải nài đâu, chạy thử thôi. Bây giờ là mình sẽ xin phép mình chạy thử một đoạn ngắn nha mọi người. Coi cái con này, cái dàn chân đồ nó sao, rồi coi máy móc nó làm sao, nói chung là coi hết nó làm sao. Hiện tại là nó đang đi mông zin, cho nên nó sẽ cảm giác là cái máy nó, xe nó hơi bị đù xíu, nó hơi nặng một chút, tại đang đi mông zin mà. Nói chung là khi mà nhìn cái dàn nó thì nó được khoảng 70% thôi. Nói chung là cái dàn đồ nó thì nó hơi cũ rồi, hơi xuống theo năm tháng rồi. Thế bây giờ là mình sẽ chạy và mình trải nghiệm thử là con này như thế nào để đưa cho anh em một cái đánh giá tốt nhất. 50 đi cực bị dối trong. Để cho anh em đi, anh em trải nghiệm một cái đánh giá tốt nhất về con này, là xem là như thế nào. Mình sẽ đưa một cái đánh giá khách quan nhất nha. Rồi thì nói chung là máy móc thì mình sẽ bảo hành cho anh em chạy. Máy móc bảo hành cho anh em chạy, tại vì mấy con này á, cây nghe nén rất là mềm, cho nên cũng không có sợ lắm đâu. Cái nén nó mềm lắm thì đâm ra nó sẽ không có sợ. Rồi mình đợi tầm khoảng mười mấy giây đi, mình ra mình chạy thử coi cái xe này nó làm sao, nó ổn định không. Chứ mới cùng giao xe cho anh em xem á, anh em chạy thì nó là bị cái này bị kia, nó mệt lắm. Thì mình cứ ra mình chạy thử đi, coi xe nó bị cái gì không rồi mình sẽ ấy được. Ok, 8 giây. Này nó còn lên nữa, nếu mà anh em xuống một cái bánh nhỏ thì nó còn lên nữa. Mình thấy thì cái cảm giác xe mình cũng được, không có quá đủ nhưng mà nó cũng chạy được mọi người, chạy được. Mà con này cái nén hơi mềm á, cái nén mềm thì đâm ra là cái xe gọi là chạy nhẹ thôi, chạy nhẹ. Thắng thiết độ ổn định, không có bị gì hết ha. Rồi thì mình vừa thử chạy một đoạn xem nó như thế nào, rồi chắc chạy trải nghiệm 1-2 ngày gì đó rồi sẽ giao xe tới cho anh em. Nếu mà anh em cần thì anh em phải liên hệ với mình, thì quay lại cái sự việc ngày hôm qua, ngày hôm kia đó. Mình thấy là các hình như là hôm kia là ra quân toàn thành phố, là những nơi có tiếng như là anh Red Leo nè, bị kiểm tra hành chính nè, những cái lò, những cái nơi làm xe đều bị kiểm tra hành chính hết. Và kiểm tra là xong xem là xe có làm xe độ không, này kia không. Nếu mà không có thì bắt ghi giấy cam kết. Thì mình thấy nếu mà cái vụ căng nhất ở hôm qua là vụ của anh Leo. Anh Leo vào vụ bên BRT. Mình thấy bên BRT á, họ đi vào đó rất là đông. Mình thấy rất là đông luôn. Là cũng đâu đó phải 3-4 chiếc gì đó, đông lắm. Bữa mình chạy ngang qua thì ngày mình có để đây ha. Đông lắm. Rồi cái clip hôm qua thì anh em sẽ thắc mắc là tại sao mình rớt xuống, mình gỡ xuống. Tại vì mình làm ảnh hưởng tới một số anh em khác, nó là vấn đề nhạy cảm ấy, thế nên đâm ra cái việc này mình sai trái quá, thế nên mình gỡ xuống rồi, chứ để mất công ảnh hưởng tới nhiều anh em làm xe nữa, cái đó mình cũng không suy nghĩ nhiều ấy, thế nên đâm ra mình hơi ẩu. Ok, thì hôm nay là đem tới cho anh em cái con xe này 62 zin zin, cảm giác chạy tour thì ổn. Nếu mà đối với một con 62 để chạy tour thì anh em yên tâm đi, chạy tour 62 nó bền lắm, 62 nó êm lắm. Nhưng mà để dí những con 65 hoặc 68 thì nó hơi đuối thôi. Nhưng mà để chạy tour rồi êm ái thì mình nghĩ là 62 là một lựa chọn khá là ok, khá là hoàn hảo luôn tới thời điểm hiện tại.
Thì đây, hiện tại là mình chưa có trải nghiệm qua 62, mình cũng chưa trải nghiệm qua 65 luôn. Mình chỉ chạy 68 và 72. Thì mình thấy là 62, 65 là một sự lựa chọn rất rất là hoàn hảo cho anh em đi touring, đi phố, đi cà phê, cực kỳ hoàn hảo luôn. Thì con này thì anh em chạy không cần phải sợ nhá. Tại vì nó là full zin, dàn chân zin, mông zin, nói chung là từ trên xuống dưới nó đều zin ha. Cho nên khi mà anh em chạy, anh em gặp công an rồi nó thì anh em cũng sẽ không có sợ. Thường thường khi mà anh em xe nó ok thì anh em sẽ không sợ, trừ khi là con này nó xuống máy nhỏ thôi. Thì anh em trong thời buổi hiện tại thì nó hơi căng, thì anh em sợ chứ nếu mà để cái dàn chân nguyên như này để anh em chạy thì mình nghĩ là không có sợ. Đó. Sắp tới thì mình có thể là mình sẽ búa một cái chuyến tour nào đó bằng cái con 72 của mình. Có thể dự kiến là Sài Gòn Phan Thiết, Sài Gòn Đà Lạt hoặc là Sài Gòn Nha Trang. Con 72 của mình thì mình đã về bu zin móc rồi. Rồi làm nhẹ nhàng lại, bảo trì bảo dưỡng lại, cái nào bị tè xúc bắp hay là bị gì đó thì mình cây lại hết rồi. Này 65 nè. Ok, hôm nay test xe nhẹ nhàng vậy thôi. Nếu mà anh em thấy cần liên hệ với mình để sở hữu con xe này thì anh em phải liên hệ với mình qua số điện thoại 0965 456 196, hoặc là anh em có thể kết bạn qua Zalo với mình hoặc là Facebook với mình là Lưu Thanh Toàn, là Toàn Black là Facebook của mình ha. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi về, mình chạy một hai hôm nữa để trải nghiệm con này rồi mình sẽ cập nhật với anh em thông tin con xe này nha. Ok.